Thưa quý vị, suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng công an nhân dân. Tổng Bí thư nhiều lần căn dặn hãy luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn đảng thì còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Trái tim nhân hậu của một nhân cách lớn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập. Thế nhưng những lời căn dặn của người vẫn còn mãi, trở thành kim chỉ nam, hối thúc mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân từ soi, từ sửa, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện. Nhiều năm công tác tại địa bàn cơ sở, Trung tá Nguyễn Văn Hùng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhân dân. Gần dân, bám cơ sở, anh đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tế công tác cũng như sinh hoạt đời thường. Với cương vị trưởng công an xã, đồng chí luôn nhắc nhở và quán triệt cán bộ chiến sĩ trong đơn vị khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân cũng như những căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng công an nhân dân. Anh và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn rèn giũa đạo đức, tác phong của người công an cách mệnh. Ngoài cái 6 lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng công an nói riêng và với Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chung thì Bác cũng dặn là với lực lượng công an là cái danh dự là điều thiêng liêng nhất. Lúc dân cần thì dân khó công an. Thì chúng tôi luôn luôn tâm niệm rằng đấy là kim chỉ nam cho hoạt động của lực lượng công an xã. Với tinh thần đó thì anh em trong sinh hoạt chi bộ cũng như trong sinh hoạt công tác chuyên môn và sinh hoạt hàng ngày, chúng tôi cũng dựa trên cái tinh thần đó để triển khai công việc. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Lời căn dặn này cũng chính là lời gửi gắm kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Là trung tâm nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị cho toàn lực lượng công an, cán bộ chiến sĩ và mỗi học viên Học viện Chính trị Công an Nhân dân luôn coi những lời căn dặn của Tổng Bí thư là mệnh lệnh, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Lời căn dặn của Tổng Bí thư đó là cung cấp thêm hệ thống lý luận cho đối với lực lượng công an nói chung và bản thân tôi nói riêng. Và với cương vị là lực lượng trưởng công an cấp xã, hàng ngày trực tiếp xúc với nhân dân để giải quyết công việc, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đối với mỗi người dân, thì chúng ta phải vận dụng một cách sáng tạo cái lời căn dặn của Bác cũng như lời căn dặn của Tổng Bí thư. Hàng ngày chúng ta phải rèn luyện, tự rèn luyện cho bản thân mình, đồng thời lan tỏa những cái học, cái kinh nghiệm của bản thân mình đối với mỗi cán bộ chiến sĩ. Trong đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp đến cao cấp, bồi dưỡng lãnh đạo chỉ huy các cấp, đào tạo trình độ cử nhân, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, mỗi bài giảng đều được cụ thể hóa lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư gắn với từng đối tượng trên từng công vị công tác để mỗi học viên nắm rõ, thấm nhuần và vận dụng trong học tập và công tác thực tiễn chiến đấu sau này. Trong nhiều bài viết và nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, phân tích sâu sắc về tư cách đạo đức cách mạng và danh dự của người cán bộ đảng viên. Tổng Bí thư luôn quán triệt, nhắc nhở lực lượng công an thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lá chắn vững chắc, là thanh bảo kiếm sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Là tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Tổng Bí thư cũng có quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội nhân dân và công an nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trong đó quân đội và công an phải là lực lượng nòng cốt và thực sự là thanh kiếm và lá chắn, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân một cách vững chắc. Danh dự của người cán bộ chiến sĩ công an luôn gắn chặt với danh dự của lực lượng công an nhân dân. Sự quan tâm và chỉ đạo từ Tổng Bí thư không chỉ tạo động lực mà còn củng cố niềm tin cho lực lượng công an trong thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công an nhân dân luôn khắc cốt ghi tâm lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước
và nhân dân.